này test cái máy xài 4 con D 5200 pin áp này đấu xe chung nhé. Xe chung test thử xem nó chạy như thế nào xài 4 con D 5200 này có đệm xài diode chống diode này chống cháy sò này. Chống hồi lại điện chạy ngược lại cháy sò ok công suất cực khủng luôn. Mình xài 2 con trở này xây chung biến áp là biến áp 28.28 chạy rất ok máy bao mát. Để xa nó cũng bắt này. 8 con D 5200 và có đệm đệm là đệm 718 xe chung